Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên sáng ngày hôm nay, ngày 7 tháng 12 năm 2021, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Nội dung của bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin tổng hợp trên hai thị trường trong nước và thế giới. Phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở điểm hiện tại trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới quay đầu tăng nhẹ gần 2 đô la Mỹ trên một ounce so với lúc mở cửa phiên này là 1.778,11 đô la Mỹ trên một ounce. Hiện tại đang đứng ở mức 1.780,09 đô la Mỹ trên ounce, như vậy là cũng không có thay đổi nhiều so với phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Chỉ số đồng đô la Mỹ ở điểm này quay đầu tăng nhẹ 0,040 điểm và hiện tại đang đứng ở mức 96,331 điểm. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng tiền điện tử Bitcoin ở điểm này quay đầu tăng nhẹ, tăng 217,43 đô la Mỹ trên một Bitcoin và tương ứng với mức tăng là 0,43%. Và cũng vào thời điểm 8 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 7 tháng 12 năm 2021 theo giờ Việt Nam, giá trị đồng tiền Bitcoin này đang đứng ở mức 50.772,43 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu tăng 0,007% trên một năm và hiện tại đang đứng ở mức 1,443% trên năm. Giá dầu thô thời điểm này quay đầu giảm nhẹ so với phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay nhé quý vị. Hiện tại quay đầu giảm 0,254 USD trên một thùng và tương ứng với mức giảm là 0,36%. Hiện tại thì mỗi thùng dầu thô có giá 69,379 đô la Mỹ. Trước khi đến với phần bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, thì sau đây sẽ là một số phân tích trên thị trường vàng thế giới để quý vị và các bạn cùng tham khảo thêm xu hướng của thị trường vàng thế giới ở điểm này. Hiện tại như quý vị và các bạn cũng đã biết thì vàng thế giới hiện tại vẫn chưa thể chinh phục ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ounce. Nhu cầu đầu tư tài sản rủi ro trên toàn cầu giảm sâu sau khi mà biến chủng Omicron lan sang nhiều quốc gia, nhà đầu tư bớt quan tâm đến vàng, thị trường có phần lấp lửng hơn. Vậy thì khẩu vị đầu tư vào tài sản rủi ro đã thay đổi như thế nào? Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần khi mà tâm lý đối với các tài sản rủi ro được cải thiện và đồng đô la Mỹ tăng giá. Với các động thái bị hạn chế bởi sự không chắc chắn tổng thể đối với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và trước số liệu về lạm phát của kinh tế Mỹ trong tuần này. Hiện tại thì vàng thế giới đang giao dịch lình xình ở ngưỡng 1.779 USD trên một ounce và 1.780 USD trên ounce. Đồng đô la Mỹ mạnh lên khiến cho vàng kém hấp dẫn hơn đối với những người mua ở nước ngoài, trong khi thì lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng trở lại. Chỉ số này đang ở mức 1,4% trên một năm, chúng tôi đã cung cấp ngay ở đầu bản tin. Cổ phiếu đã có một đợt phục hồi dự kiến từ tuần trước khi mà sự lan rộng của biến thể Omicron và nhận định về việc Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ đã làm rung chuyển các thị trường. Theo nhà phân tích Oliasen của ngân hàng Saso cho biết, trong khi đồng đô la Mỹ mạnh hơn, lợi suất và khẩu vị đầu tư vào tài sản rủi ro được cải thiện đang làm giảm đi sự quan tâm đến vàng. Thị trường có phần lấp lửng khi mà Omicron và những nỗ lực của Fed để chống lại lạm phát đang gây sự chú ý. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ dự kiến được công bố vào thứ Sáu tuần này để biết các dấu hiệu về chiến lược chính sách tiền tệ của Fed. Theo ông Oliasen cho biết thêm rằng, chỉ số CPI giảm mặc dù nằm ngoài dự đoán có thể làm giảm một số trọng tâm vào việc tăng lãi suất trong năm 2022. Trong khi sự suy yếu bổ sung trên thị trường chứng khoán vào tháng 12 cũng có thể thúc đẩy một số nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng. Nhu cầu đầu tư tài sản rủi ro trên toàn cầu đã giảm sâu sau khi mà biến chủng COVID-19 đến từ Nam Phi mang tên Omicron lan sang nhiều quốc gia. Chủng virus mới đã buộc các nước phải thắt chặt hơn các biện pháp phòng dịch. Mặc dù vậy, cần lưu ý rằng các nhà khoa học trên thế giới khá lạc quan về phương pháp chữa bệnh. Bác sĩ hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ Anthony Fauci nhận định thuốc của Pfizer có hiệu quả chống lại Omicron. Trong khi thông tin về việc nhai kẹo cao su nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus đã khiến cho thị trường hưởng lợi. Trong một diễn biến khác, thì Trung Quốc có thể cắt giảm tỷ lệ yêu cầu dự trữ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cũng tác động tới tâm lý của nhà đầu tư. Trước đó vào phiên chốt cuối tuần trước, giá vàng đã tăng 1% sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ đã chậm lại đáng kể trong tháng 11.
Nhưng dữ liệu này đã không làm thay đổi kỳ vọng về việc chính phủ sẽ giảm nhanh hơn các biện pháp kích thích kinh tế. Dự kiến cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Fed sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 12 này. Theo Jeff Lehaley, nhà phân tích thị trường cấp cao tại ONDA cho biết rằng, nếu số liệu mới cho thấy biến thể Omicron không quá nguy hiểm, Fed sẽ đẩy nhanh tiến trình thắt chặt chính sách tiền tệ và gây sức ép lên giá vàng. Chuyên gia này dự báo giá kim loại quý này có thể giảm xuống 1.720 đô la Mỹ trên ounce trong tuần tới. Theo các chuyên gia, việc Fed thu hẹp chương trình kích thích kinh tế và tăng lãi suất sẽ có lợi cho lợi suất trái phiếu chính phủ trong khi làm tăng chi phí nắm giữ vàng vốn đã không sinh lời. Theo nhà phân tích Suki Cooper của ngân hàng Standard Chartered tại Anh cho rằng, gần đây vàng đang chịu ảnh hưởng của lợi suất trái phiếu nhiều hơn đồng đô la Mỹ. Theo đó, nhu cầu mua vàng tại Trung Quốc và Ấn Độ sẽ bắt đầu giảm vào tháng 12 và ảnh hưởng nhiều tới giá của kim loại quý này. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Cụ thể, bảng giá này chúng tôi cập nhật mới nhất vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 7 tháng 12 năm 2021. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 60.750.000, bán ra 61.450.000, giảm nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. SJC Hà Nội mua vào 60.750.000, bán ra 61.470.000, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 60.600.000, bán ra 61.400.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Doji Hà Nội mua vào 60.650.000, bán ra 61.350.000, giảm 30.000 đồng trên một lượng ở cái chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 60.800.000, bán ra 61.500.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán. PNG Hà Nội mua vào 60.800.000, bán ra 61.500.000, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Phú Quý SJC mua vào 60.700.000, bán ra 61.300.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 60.700.000, bán ra 61.280.000. My Hồng mua vào 60.900.000, bán ra 61.250.000, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Tiếp đến là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 60.800.000, bán ra 61.300.000. Ngân hàng ACB mua vào 60.800.000, bán ra 61.400.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 60.700.000, bán ra 61.400.000, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 60.650.000, bán ra 61.350.000, giảm 30.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố quay đầu giảm nhẹ, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 60.750.000, bán ra 61.470.000. SJC Nha Trang mua vào 60.750.000, bán ra 61.470.000. SJC Cà Mau mua vào 60.750.000, bán ra 61.470.000. SJC Bình Phước mua vào 60.730.000, bán ra 61.470.000. SJC Huế mua vào 60.720.000, bán ra 61.480.000. Một số thành phố còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm trên bảng giá. Tiếp đến là giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm này, giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC không có điều chỉnh về giá. Đầu tiên là nhận bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 51.550.000, bán ra 52.250.000. Vàng bù số 9 mua vào 51.250.000, bán ra 51.950.000. Vàng 24K mua vào 50.336.000, bán ra 51.436.000. Vàng 18K mua vào 37.116.000, bán ra 39.116.000. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm trên bảng giá nhé. Quý vị và các bạn thân mến, những diễn biến tiếp theo của thị trường vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như là tích vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.